Huy xin được gửi lời chào đến toàn thể quý vị và các bạn đang đến với chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao. Kính thưa quý vị, Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty Truyền thông Vi thực hiện, được phát sóng vào lúc 13 giờ 15 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Cuối tuần như thế này chúng ta lại gặp nhau và trò chuyện những câu chuyện thú vị đến từ các khách mời, đó chính là những thần tượng của các bạn fan. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp gỡ ai và bạn fan nào sẽ may mắn để gặp gỡ thần tượng của mình? Ngay bây giờ hãy cùng gặp gỡ bạn ấy nha. Xin mời. Chào, em là fan của ai? Ủa? Không phải fan đâu. Ủa? Chàng Ngọc đấy mà. Dạ, đúng rồi. Lời nói đầu tiên thì cho phép Trần Ngọc được gửi lời chào và lời chúc sức khỏe trân trọng nhất. Yeah, chào Trần Ngọc. Trần Ngọc yêu mến thần tượng. Chưa anh, em chào hết cái bạn fan của em đó. Ủa? À, là ngày hôm nay là Trần Ngọc đến đây với vai trò là một người... Chưa anh. Hãy! Gì vậy anh, sao vậy? Hãy đâu phải em đi tới một mình. Còn ai nữa? Em nghe nói là hôm nay Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao 2 năm, 3 năm rồi em chưa có được gặp cái FC của em. Cho nên là em chở 2-3 xe buýt tới đây em chở. Chúng ta chỉ có một bạn may mắn thôi. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ bạn fan ngày hôm nay đến với chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao. Xin mời. Nè, em quá bắt tay người ta đi. Và bây giờ em hãy giới thiệu bản thân mình cho bé Trà Ngọc cũng như quý vị khán giả biết được không? Dạ, em tên là Trần Đức Đại. Oh. À, em vẫn đang là sinh viên thôi ạ. Sinh viên. Em đang học ngành gì? Dạ, em học viên ngành y. Học ngành y. Trời ơi, bác sĩ tương lai. Chị bắt tay cái em ơi. Trời ơi, cái này anh ra đường phải kiếm mối quan hệ chứ anh sao vậy? Em fan của chị mà. Nếu mà chị có vấn đề gì cứ liên hệ em. Cảm xúc của Đức Đại như thế nào khi được gặp Trà Ngọc? Trước khi mà đến đây á, thì em thấy rất là hồi hộp. Giờ em gặp thì thấy chị rất là vui tính. Đó. Năng động ạ. À, dễ thương ha. Nữa rồi Ngọc. Bản tả em năng động dễ thương. Năng động dễ thương đúng không? Và chúng ta sẽ cùng đến với phần đầu tiên, phần trò chuyện giữa bạn fan và thần tượng của mình, để xem là ngày hôm nay họ sẽ mang đến đây câu chuyện như thế nào. Xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với phần đầu tiên của Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao. Chúng ta đây có mặt tại phần 1 của Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao ngày hôm nay. Phần đầu tiên này á rất là nhẹ nhàng đơn giản thôi. Các bạn ấy sẽ đưa ra những câu hỏi, những cái điều mà bạn ấy quan tâm về mình. Thì mình sẽ phải có một lời hứa là bạn ấy đưa ra câu hỏi nào mình sẽ phải trả lời thật 100%. Em xin hứa là em sẽ trả lời thật 100%. Đức Đại sẽ quan tâm tới vấn đề gì đầu tiên về Trà Ngọc? Dạ thì chị ơi, thì lúc trước ấy thì em có thấy là chị đăng một bài ở mà chị làm cùng với đồng nghiệp á. Thì em thấy vui quá à. Thì không biết là chị có ấn tượng hay là kỷ niệm gì đáng nhớ nhất về cái việc đó không ạ? Mình chia sẻ những kỷ niệm vui với đồng nghiệp của mình đó. Em thích nghe kỷ niệm vui hay kỷ niệm buồn? Vui chị. Bây giờ một vui một buồn đi. Một vui một buồn đúng không? Mình nghe cái kỷ niệm buồn trước đi. Trong lúc mà quay cái series Cái Ai Chết Giơ Tay á, là cái bối cảnh chính là ở Long Xuyên. Mọi người đã xuống là khoảng 5-6 ngày ở dưới đó rồi. Thì bắt đầu mới tới cái cảnh của em. Cái dự định ban đầu là mẹ của anh Lập sắp cho em cái chỗ nghỉ ngủ lại trong nhà để quay cho nó dễ tại bối cảnh gần đó. Nhưng mà khi mà em xuống á là không còn phòng nào hết và mọi người ở hết rồi. Chỉ có một số diễn viên ở bên ngoài khách sạn với lại một số anh em tổ máy thôi. Bên đó cũng linh hoạt là book cho em một cái phòng để ở bên khách sạn bên đó. Thì sau khi mà em nhận phòng em mới được biết là em ngủ một mình. Và đó là lần đầu tiên khi mà em đi quay xa em phải ngủ một mình. Trừ cái nhà mình ra là em không ở một mình ở đâu hết á. Đêm đó là một đêm thật sự kinh hoàng đối với em. Em thức trắng một đêm hôm đó luôn. Em thức mà sáng hôm đó con mắt em muốn lòi ra luôn á. Em tới đoàn mà anh Lập tưởng em là con Manda không á. Anh Lập nó ủa em ơi em không có ngủ hả? Nó dạ không anh, em quá mệt rồi. Xong rồi mọi người mất cúp xong mới hãy cho em một cái ghế kêu là mày nằm ngủ đi, chừng nào tới cảnh thì ngủ. Mà em ngủ nguyên ngày em đó luôn. Sợ cảm giác một mình. Đúng rồi, sợ khủng khiếp. Có muốn một mình không? Cái lúc mà em đếm tiền thì em rất muốn một mình. Em mới tập trung được. Em có một cái sở thích rất là lạ nha, là em thích nhận tiền mặt sau xô á. Thì để nhìn về em đếm. Rồi bây giờ mình kể kỷ niệm vui đi. Là ngoài anh Quỳnh Lập ra thì em có thân một cái anh nữa là anh Lê Nhân. Là chị Cano. Chị Cano. Đúng rồi. Thì cái lần đó anh nhà gái, ảnh đi làm gạo dội quá hay sao đó, thì ảnh không có đem đồ. Thì ảnh mặc đồ em.
rồi ảnh làm rách đồ em luôn. Rồi có thờn không? Không có thờn. Mà quan trọng nữa là ảnh mặc xong rồi ảnh đem về luôn. Rồi em nói ủa vậy là cuối cùng đồ em đâu? Thì anh mới nói thôi mày không lẽ mày anh em mà mày tiếc với tao một hai cái áo. Nhưng mà thực sự nói tiết lộ mọi người luôn, đó là không phải cái áo bình thường nha, đó là cái áo nội y nha. Vui không em? Vui anh. Và bây giờ thì em muốn hỏi một câu hỏi như thế nào nữa? Thì ngoài công việc diễn xuất của chị ra thì em thấy dạo gần đây chị có thử sức với vai trò là đạo diễn á thì... Ủa? Ai đồn vậy? Ai đồn lẹ vậy? Sản phẩm chị chưa ra nữa. Ai đồn vậy? Anh Huy đồn hả? Facebook đăng mà. À vậy hả? Có không? Có đăng không? Có. Rồi. Thì em không biết là chị có thấy khó khăn gì hay là... Trời ơi, đây là lần đầu tiên em chia sẻ về vấn đề đó luôn á. Nó cũng là đi làm đó nhưng mà lạ lắm. Em học đại học sân khấu điện ảnh thì em học diễn viên thôi, em không học học gì dính líu tới đạo diễn hết. Còn cái chuyện đi làm đạo diễn đó là một cái cơ duyên với một người em, người bạn rất là thân thiết của em. Nói chung ngồi cũng sợ nha. Lúc đó em mới ngồi mới thấy là đạo diễn áp lực kinh khủng. Mình diễn á mình lo có một vai mình à. Còn đạo diễn á là phải ngồi lo cho 6 cái thân, 5 cái thân. Cái khó ghê á là nhiều khi á là em coi mà em không biết là máy chạy hay chưa. Tại vì cái nư của em á là em cứ thấy người ta kêu là diễn, tại vì em kêu diễn thôi. Nhưng mà em quên đợi là phải đợi 3 máy đồng bộ chạy hết thì mới được ghi hình lại. Thì đôi khi em kêu diễn xong mấy anh máy của em mới kêu là ủa em ơi máy chưa có chạy. À máy chưa có bấm nữa. Dạ em phải lùi lại. Đó là những khó khăn của Trà Ngọc khi mà đảm nhiệm cái vai trò đạo diễn. À, em thấy có thời gian á chị tăng cân khá là nhiều á. Em thấy có quá trình chị lột xác nữa. Thì không biết là chị có dự định gì trong tương lai khi mà lột xác như vậy không ạ? Chị thì không có nhận là lột xác gì đâu. Nói chung là đến một cái thời điểm cảm thấy là cái chuyện giảm cân nó giúp ích được mình nhiều. Thứ nhất, nó là phục vụ 30% cho cái chuyện mà em phải đi làm. Thứ hai nữa là sức khỏe. Tại vì chị thấy cái lúc mà chị mập lên á, chị không có khỏe. Cho nên em quyết tâm là em sẽ ăn một cái chế độ, em sẽ chọn một cái môn thể thao em theo đuổi để em quay trở về là em là tự tin nhất và em cảm thấy là em khỏe nhất để gọi là mình có chất lượng cuộc sống á. Có một lần á thì em có theo dõi chương trình có chồng chị và chị thì em thấy là chị chia sẻ là chồng mình thì rất là yêu thương mình, quan tâm mình và kể cả việc mà dành chăm sóc con với chị nữa thì không biết thì chị có thấy khó chịu hay là thế nào không ạ? Chị cọc lắm chứ. Ủa sao cọc chị? Tại vì chị mình chỉ đẻ ra thôi, còn cái chuyện chăm mình không có được nhúng tay vô nhiều á. Trời. Thì mình nhiều khi mình cọc á, tại vì mình cảm thấy là ủa cái quyền làm mẹ của tôi đâu. Tức quá. Tức quá, ức quá. Nhưng mà nói chơi thôi chứ thực ra là em là một người đúng kiểu là em may mắn, em sướng. Hồi nhỏ thì được ba mẹ thương yêu, rồi chăm sóc. À, sau này em lấy chồng cũng vậy luôn. Tức là em cũng may mắn luôn, gặp được một người chồng rất là tâm lý, rất là hiểu mình. Và ảnh chia sẻ với em tất cả mọi chuyện trong cuộc sống luôn. Can thiệp vào tất cả mọi chuyện trong đời sống của em luôn. Và tới khi mà ảnh can thiệp luôn cái chuyện làm mẹ của em thì em cọc. Trời ơi, có một người chồng như vậy là quá sướng rồi mà bị đặt tức tối rồi. Không, anh phải ở tâm lý phụ nữ em mới hiểu. Tức là mình đẻ con ra mình được kêu là mẹ thì mình chưa đã nư. Mình phải thực sự làm mẹ, hiểu không? Lần đầu tiên mà mình cho bé đi học á, có kỷ niệm gì có thể chia sẻ được không? Cái chuyện của con em là bé Nắm đi học. Thì như bao đứa trẻ khác thôi, đến tuổi thì phải đến trường. Nhưng mà chồng em thì lại chưa muốn. Tại vì ảnh nói là đúng nghĩa cái câu hát đó là cháu lên 3 cháu mới đi mẫu giáo. Mà con em mới lên 2 thôi. Ảnh phản đối kịch liệt cái chuyện là lên 2 đi mẫu giáo. Nhưng mà em là người chống đối lại cái phản đối đó. Cuối cùng em thắng. Thì bé nó vẫn phải đi học, đến trường hai chồng đóng tiền học phí. Trời, anh có biết cái chuyện đi học cũng cực lắm. Dắt chiếc xe ra bắt đầu đi liên hết tất cả các trường mẫu giáo xung quanh là khoảng 5-6 trường. Xong rồi đi liên quận qua là đang quận 8 đúng không? Đi qua quận 7, quận 5. Xong rồi cuối cùng ổng quyết định chọn cái trường gần nhà nhất. Thì ảnh còn địa được một cái quán cà phê đối diện. Em không biết nha, tới ngày hôm đó em mới biết là ảnh địa sẵn để ảnh ngồi ảnh canh con ảnh. Thì xong sáng hôm đó sau khi đưa con đi học, em dự định trong đầu em là em đi mua sắm, em đi ăn uống. Em nghĩ trong đầu em là một cái ngày tuyệt vời á, ngày mà mình sống lại cái thời mà mình chưa có con á. Trời ơi, đã có nương lắm, nhưng không. Con em vừa vô khuất trong lớp thì chồng em lôi tay em qua cái quán cà phê đối diện ngồi. Và ngồi đó cho từ lúc 8 giờ là con em vô lớp thì 11 giờ mới được về. Em hỏi để làm gì thì ảnh mở camera lên nói nè, bây giờ mình phải coi con mình ngày đầu tiên nó làm cái gì trong này. Trời ơi, là không cho đi chơi. Rất sợ nha, cảm giác Trà Ngọc rất áp lực. Và khi mà nghe nhiều câu chuyện như vậy thì cảm xúc của em như thế nào? Nghe từ nãy giờ thì em hiểu thêm về chị. Em là người rất là may mắn là được gặp chị ở đây. Tại vì còn rất là nhiều các bạn hâm mộ khác. Và ngày hôm nay khép lại phần đầu tiên của chương trình, chúng ta sẽ cùng đến với phần thứ hai, phần mà Trà Ngọc đang rất là mong đợi đó. Chính là phần vận động hơn, một thử thách cho nhỏ của chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao. Nhưng trước hết chúng ta sẽ cùng nghỉ giải lao một vài phút nha.
Chào mừng quý vị đã quay trở lại với Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao. Và chúng ta đang có mặt tại phần 2 của chương trình. Hai khách mời ngày hôm nay của chúng ta sẽ đối đầu với nhau chứ không trở thành đồng đội. Em đề nghị anh và cả ban biên tập nói thiệt đi, mọi người đang mời tới fan hay là anti-fan? Em là fan rồi. Không có fan nào đi đối đầu với em. Em tức quá trời. Rồi, rất đơn giản thôi. Hai bạn sẽ ngồi lên quả bóng yoga này. Và trong thời gian 3 phút, ai làm nổ những quả bóng xung quanh nhiều hơn, người đó sẽ giành chiến thắng. Đơn giản không? Đơn giản. Giống như đang giỡn vậy đó. Ủa không, cái này chơi nha. Nhưng mà có quyết tâm thắng không? Thắng nha. Còn em thì như thế nào? Không, em giỡn thôi. Em sẽ nhường bạn. Em thì em sẽ thua được anh ơi. Em bình thẳng không? Nói chung là mình cứ chơi hết mình đi. Bởi vì nếu như mà chúng ta thắng thì chúng ta sẽ nhận được quà. Thua thì chúng ta cũng sẽ nhận được một phần quà. Ủa? Nhưng mà sẽ phải chịu một hình phạt à, của bị người phạt. Còn lại chủ yếu là né cái phạt đúng không? Đúng rồi. Ok, em muốn phạt bạn. Vô. À, ok. Rất mạnh mẽ. Mạnh mẽ. Và bây giờ xin mời hai bạn bước vào vị trí của mình. 3, 2, 1, bắt đầu. Nào, nhúng nào. À, nhúng nào. Ủa, cái này là thật sự là nó khó lắm nha. Ủa, rồi. Sao làm bún nó được vậy? Nhúng lên, đúng rồi, nhúng mạnh lên. Phải bể nha. Em nhúng nhưng mà cái chân em đẹp chứ không? Không được à, không được chơi ăn gian à, phạm luật à. Rồi, ôi, ăn gian à. Camera chúng tôi đã bắt được khoảnh khắc đó rồi. Ngồi lên, ừ, đấy. Rồi, bung hết. Ô, hay quá. Em quá mà. Ô, quả bóng đầu tiên đã cho Đức Đại. Hai quả bóng rồi, có kinh nghiệm hơn rồi. Ba trái rồi, tiếp tục. Ôi, hú hồn hú vía à, đã bốn trái rồi, tiếp tục. Tiếp tục, à, hiện tại thì Đức Đại đang chỉ làm bể được hai quả bóng thôi. Cố lên, thời gian đang trôi. Hãy di chuyển, hãy di chuyển. Hãy di chuyển, hãy di chuyển. À, năm quả bóng rồi, tiếp tục, cố lên. Ủa đâu rồi? Ủa? Còn, à, Trà Ngọc đang có một cái chiến thuật rất là hay, đó chính là di chuyển quả bóng yoga và đè lên thì cái quả bóng còn lại. Sao nó dính vậy? Trời ơi, một cái sự ăn gian rất là lộ liễu. Rồi, tiếp tục, ba quả bóng rồi. Trà Ngọc còn hai trái và Đức Đại đứng đây còn hai trái, cố lên. Năm, bốn, ba, hai, một. Hết giờ. Sau một hồi tổng kết thì chúng ta có thể nhìn thấy được hành trình vượt qua cái thử thách vừa rồi của Trà Ngọc. Và mọi người cũng có thể nhìn thấy được là Trà Ngọc đã làm vỡ nhiều bóng hơn bạn Đức Đại. Ngày hôm nay Trà Ngọc đến với chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao thì chắc cũng sẽ khá lâu lắm cô ấy mới có thể quay trở lại, bởi vì ủa sao vậy anh? Phá MC quá. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần tiếp theo, đó chính là phần hình phạt. Xin mời. Với một cái sự cố gắng và lăn xả của Trà Ngọc đã phá vỡ nhiều quả bóng hơn là Đức Đại, cho nên là bây giờ sẽ đưa ra một hình phạt nho nhỏ thôi. Rồi bây giờ hình phạt là như thế nào nè? Bạn nói là bạn rất là yêu thích em. Và bạn nói là hồi nãy em có khẳng định nha, fan hay là anti fan thì bạn nói là fan. Thì fan của em thì bây giờ hãy thể hiện ra một đoạn trong các vai diễn của em. À, cái tấm cám đi, tại vì em là được mọi người biết đến nhiều sau cái đó. Chỉ định luôn. Dạ. Tấm cám, em có biết không? Tấm cám chuyện Quỳnh Lập kể. Nhưng mà khoan nha, bạn mặc áo hơi lo lắng rồi đó. Sao vậy? Được không em? Tại vì em không nhớ thoại. Vậy sao nhắc? Nhắc thoại. Dạ, dạ. Mới vô sao nè, dẫn chuyện nè. Cám cảnh nó là mặc cái đầm. Rồi đây, cám ở ngoài cửa chạy hớt hải hải vô kiếm. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi. Ôi. Ủa sao tự nhiên tôi diễn luôn vậy? Đang phạt ai vậy? Bây giờ là cám. Cám chạy từ đầu làng về. Anh mẹ cám nha. Mẹ cám ngồi cháu ngoại trong nhà vậy nè. Xuất sắc. Gác một cái tay lên bàn. Rồi. Cám tự ngoài chạy vô kêu mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi. Rồi chạy vô nha. Rồi kêu nè. Dĩ. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi. Mày làm gì mà chạy như chó rượt vậy? Mày làm gì mà chạy như chó rượt vậy? Không có điệu hơn nữa, điệu hơn nữa. Mày làm gì mà chạy như chó rượt vậy? Rồi bắt đầu. Cám nó nói nè. Ở ngoài đình làng á, người ta rao là đang tuyển vợ cho thái tử.
ở ngoài đình làng á, người ta đang rao là đang... Đéo lên em, đéo lên. Dạ, ở ngoài đình làng á, người ta đang rao là đang tìm vợ cho đấy, thử á mẹ. Rồi mẹ nói nè, vậy hả? Vậy hả? Mẹ chuẩn bị quần áo cho con để con đi trễ hội đi mẹ. Mẹ chuẩn bị quần áo cho con đi, để con còn đi nữa. Em ơi, cái đó là anh nhân viên văn phòng rồi, rồi em phải diễn cái nét con cám vô. Nó phải điệu đà lên đúng giống không? Giống chị đó. Bạn điệu hơn nữa đi. Điệu hơn mới mẹ đang... Mẹ ơi, mẹ phải chuẩn bị quần áo cho con, để con lên trên đó, con ứng tuyển. Rồi, chị vô rồi, vô mẹ. Rồi, làm nha. Mẹ ơi, mẹ chuẩn bị quần áo cho con đi, để con còn đi ứng tuyển nữa. Mẹ nói nè, không. Hết. Và đó là một cái hình phạt phải nói là cũng vui chứ. Dạ. Và không biết là ngày hôm nay khi Đức Đại đến với chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao thì cảm xúc của em như thế nào? Thì qua chương trình hôm nay thì em thấy là em được giao lưu cùng với chị Trà Ngọc thì em thấy chị rất là vui tính. Em không biết nói gì thêm nữa nhưng mà em cảm ơn chương trình đã tạo ra cho em một cơ hội được giao lưu và gặp chị. Bạn ấy khi mà lần đầu gặp thần tượng và đến đây chia sẻ thì hơi rụt rè một tí. Nhưng mà chúng ta có được một nhân vật như Trà Ngọc đến với chương trình thì rất là cởi mở. Thì không biết là cảm xúc của Ngọc bây giờ như thế nào? Em rất là vui tại vì em lâu lắm rồi không có giao lưu trực tiếp tiếp xúc với các bạn gọi là yêu thích mình. Thật sự là đến đây và biết được là mọi người có quan tâm, có theo dõi và có yêu thích mình như vậy thì đó là một động lực của em cũng như tất cả các diễn viên. Tại vì ai cũng vậy, cần có sự yêu mến của mọi người thì chúng em mới có được động lực để tạo ra nhiều sản phẩm và sẽ không làm mọi người thất vọng trong thời gian tới. Ngày hôm nay khi đến với chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao thì cũng có một phần quà dành tặng cho hai bạn. Ủa? Đây. Trời ơi. Đây là hai voucher mua sắm dành tặng cho hai khách mời ngày hôm nay. Xin tặng cho Trà Ngọc nè. Rồi, xin tặng cho bạn Đức Đại. Cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao. Chương trình được phát sóng vào lúc 13:15 Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty Truyền thông Bi thực hiện. Đến đây xin chào và hẹn gặp lại. Chị Trà Ngọc thì rất là dễ thương, chị năng động và vui tính nữa. Thì em xin chúc là chị luôn luôn mạnh khỏe và thành công trong sự nghiệp con đường nghệ thuật của mình. Em và các bạn fan khác sẽ luôn đồng hành cùng chị và luôn ủng hộ các sản phẩm tiếp theo của chị. Chào tất cả mọi người, nhân đây thì Trà Ngọc xin gửi một lời cảm ơn hết sức chân thành đến tất cả những khán giả đã yêu thương, dành nhiều tình cảm cho Trà Ngọc. Chắc chắn thời gian sắp tới sẽ cho ra nhiều sản phẩm hơn nữa để không có phụ lòng mọi người đã yêu thương. Cảm ơn mọi người rất là nhiều.